Hai cho anh em bảo xỉa đó. Mình nhà tờ lũ S98 rất vui quay trở lại trong video ngày hôm nay với một bàn tay cực khen, quay miễn phí ra là tinh tú đỏ ảo ma tật. Đây sẽ là một cái khởi đầu rất may mắn cho bạn nào mua hạc này, mua hạc VIP 12, cấp VIP tối thiểu để có thể lấy được Vanessa võ sĩ dự kiến trong thời gian sắp tới đây. Nó sẽ ra mắt có thể thông qua con đường chui hộp hoặc là thông qua con đường à không có quay dương đâu, nó chắc chắn là nó sẽ bán theo hộp nhưng hộp yêu cầu cấp VIP. Hiện nay ở server 72 và cấp VIP hiện nay cực cao ở cấp VIP 12 với cái giá cực êm chỉ 1,4 triệu thôi các bạn ạ. Đôi hiện tại thì mình nghĩ rằng cũng không thiếu bất kỳ một cái gì gọi là kém hot đâu. Chúng ta đang có hạt nhân mới Kyo, tanker mới nhất đó là Kensu đã có hai hồn vũ khí. Đây cũng là một bạn đã đi theo con đường chỉ hướng của mình đây. Kensu XY. Chúng ta vẫn còn Hikage và chơi mình giống mình phết. Anis và cuối cùng là Asuka. Chúng ta cùng check xem là bát môn của nó ngon chưa. Còn lực chiến là mình thấy rất là ổn rồi đấy các bạn ạ. Rồi, Asuka cũng gần giống như mình, tức là ở trạng thái ngũ môn. Trong khi đó Hikage lục môn, Ainz lục môn, Konit lục môn, Kyo tứ môn và cuối cùng là Kensu ở trạng thái tứ môn. Chắc chắn rồi, bạn nào mua hàng này thì sẽ lâng Kyo lên S Max và kiếm Vanessa. Sẽ là một con đà mình nghĩ rằng các bạn có thể hướng tới để thay thế cho Ainz được nhá. Còn không các bạn nếu như không thích Vanessa thì các bạn tích một mạch tới thằng Rugal hoặc là Kulabang thì mình thấy cũng không hề tồi. Ở trạng thái lục môn thì Kyo và Kensu sẽ là võ sĩ, những võ sĩ tank rất là tốt. Còn thời điểm bên này là cả thêm cả Anis nữa là ba con tank. Về đồ của chắc chắn mình tin rằng với cái giá 1 triệu 4 thì đây cũng là một cái đồ cực kỳ gọi là ngon rồi. Chúng ta có bão tố 5 sao, phong ấn 3 sao, sói cừu thì cấp độ 2 sao. Ở đây chưa có tọa thiền. Còn phong ấn thì mình thấy cũng ổn rồi. Mình nghĩ rằng với dàn võ sĩ ngon thì hồn lực thì chắc chắn là cũng không thể quá ngon được, nếu không thì nó liên tín 45 triệu mất. Đây giá chỉ có 1,4 triệu thôi, tức là hơn cái VIP 5 một tí rồi. Đây là cấp VIP 12. Chưa kể hiện tại thì túi đồ hay đúng hơn là kim cương với hiện còn lại vẫn còn lên tới hơn 53.000 kim cương, đủ để các bạn toan tính cho mọi thứ, muốn tính gì cũng được hết các bạn ạ. Kim cương nhiều nó dễ tính lắm, nhưng còn đâu đã hết kim cương rồi thì các bạn sẽ phải mày mò suy nghĩ. Bên trong túi đồ này thì chúng ta vẫn còn thêm một ít kim cương nữa, nhưng quan trọng hơn để xem còn bao nhiêu mảnh vạn năng. 253 rương mảnh vạn năng này cũng phải được tầm 150 mảnh vạn năng, kết hợp thêm 196 ấy nữa, nhìn chung là sẽ có gần 300 mảnh vạn năng. Tháng sau sẽ là free battle pass rồi. Các phần bên dưới không quá quan trọng. Đây là hồn vũ khí của ai đây, Kulabang phiên bản cũ, còn ba cái hồn lực lam Codex nữa này. Ok, ở bên dưới này hồn vũ khí Mary, một ít dương kim cương, bình tăng level này. Ông áo dùng ngày xưa, ông áo dùng không biết ông nào á. À không 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 quên 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 đây, đây nhìn hình giống nhau. Không không không, không. Cái này là cái đợt event sinh nhật lần 4. Bạn ấy còn thừa. Các bạn nào chơi sinh nhật lần 5 mình nhớ đừng để thừa nhá, các nguyên liệu này đổi hết. Chứ sinh nhật lần 4 thì nó sẽ không được cộng dồn với sinh nhật lần 5 đâu. Ok, bạn ý gần như là không có thời gian chơi được khoảng tuần này, cho nên là nick là chắc là top đấu trường các thứ nó cũng tụt nhiều hơn so với thực lực của ạc ấy. Nhưng mình tin là ạc này á, nếu như online tốt 1x là chắc chân ấy. À 2x là chắc chân ấy. 10 triệu, hơn 10 triệu lực chiến mà các bạn không online công ấy quẩy nó ra xa bờ kinh. Chúng ta sẽ đánh luôn vào trong hạng cao nhất luôn các bạn nhé. Mình sẽ đối đầu với ai đây? Refresh phát đi. 9 triệu 8 này mình nghĩ vẫn quẩy bình thường. Bên mình là 10 triệu cơ mà. Đồ vào các võ sĩ cũng không hề yếu. Quên mất không để ý xem là bạn ấy xếp đội hình như nào nữa. Ông Kakarot kia nghỉ game hay sao ấy. À không, lực chiến vẫn kinh. Thế nào ông ấy chạy xuống top 47 ấy. Vàng vàng đấy, tức là VIP 18 đấy các bạn. Đội hình của đội bạn thì theo mình thấy chỉ mỗi cái lực chiến thôi, chứ còn đâu về chất tướng là không thể bằng được phe ta ở mọi vị trí. Bây giờ vẫn còn dùng mây chờ là không ổn rồi. Có chăng là bạn ấy có con Athena nó combo với con Kensu thì tốt hơn Kensu của bên mình. Có điều chỉ có phòng thủ không thôi, hồi máu không thôi thì chắc chắn là không thể thắng được. Trận đấu này sẽ diễn ra hết sức là nhanh. Mình sẽ kiếm một trận khác cân cân hơn nhá. Mình nhắm bạn này vì mình muốn là ạc này leo lên top cao nhất có thể.
các bạn mua nick mình tin rằng chỉ khoảng độ 2 tháng là chắc chân 1x luôn. Đấy, cấp VIP cao thì nó nhiều cái ưu đãi hơn lắm các bạn. Không chỉ mỗi là có được đua boss xịn sắp tới đâu, mà hiện tại nó cũng cho nhiều phần thưởng ngày á. Rồi, bây giờ đánh không mất máu luôn. Bão tố luôn, không mất máu các bạn. Áo hiểu. Bây giờ bị ám cái gì rồi, đập lần 3 rồi. Mà các bạn nhìn thấy cảm giác máu nó không vào. Kiểu kiểu là cái búp của con mây chờ nó yếu hay sao ấy. Để mình sẽ xem thêm một lượt nữa nhé, ở lượt thứ hai xem nó như nào, biết đâu ở lượt một nó có nhiều các loại khiên quá. Còn mây chờ cũng là võ sĩ sống lâu ấy các bạn, để giết được con mây chờ cũng ít nhất là phải 3 lượt 4 lượt ấy. 3 lần khiên cơ mà. Đây là viện trợ vai để mắt đấy. Rồi, không ăn thua rồi nha. Đối bạn là một người rất yêu thích Major. Có điều thì con nào thì mình nghĩ là niềm yêu thích nó cũng có một thời gian nhất định. Chứ game này không có con nào mà dùng mãi mãi đâu các bạn ạ. Mình thấy cuộc chơi thế nó mới vui. Chứ chơi mãi mãi một con thì chán phè. À thế là trâu phết đấy. Hàng sau cũng khó mà giết được nó đấy. Hồn lực 5 phong ấn của đội bạn thuộc loại ngon đấy. Rồi chắc chắn là thắng rồi các bạn. Ờ báo thua mới ghê. Ảo vai. Combo thằng Kensu Athena đội bạn. Ảo vai. Mình không thể tin nổi ở bên mình lại thua. Thua là vì không giết được đội bạn đấy các bạn ạ. Từ từ để mình xem Asuka có đúng cặp hồn lực 5 báo tố không, hoặc cả đồ hồn lực 5 đội bạn có tọa thiền nó làm mèo để nó giết được luôn có con Asuka các bạn ạ. Ảo ma thật đấy. Ôi, tin nổi luôn. Từ từ mình cũng chỉ nhạy một tí về sắp xếp xem. Thế này như này chứ. Đây. Ok. Chuẩn là nó phải như này các bạn. Mình ngó lại phát hồn lực vị trí nhá. Con này hồn lực 5 bảo vệ làm gì? Không đi kiểu được rồi. Sao lại Kyo lại chơi cho cái loại này? Ông danh ghê. Đầy hồn lực ngon thì ông chả dùng. Kyo mình lại cho cầm hồn lực 5 siêu ấy nhá. Nó mới trâu được. Suka Hikage sẽ cho cầm hồn lực 5 ăn đây nhỉ. Mình nhớ là ông ấy có cái codex rồi. Áo cho dùng codex đi, in hang cái codex này lên. Ông ngoài mình biết nhiều hồn lực 5 codex lắm. Đấy, ra sao nó khác ngay. Asuka và con này là chém thấm ngay. Devil thì hóc dùng không chỉ được nghịch danh. Thằng Kensu là phải chơi Devil. Các bạn lại thấy nó trâu bò hơn hẳn luôn. Unit kill. Con này ờ thôi rồi cho này rồi này. Con này cầm sói đây. Đâu rồi? À bảo vệ đây. À áo rồi như thế thường được nó bảo vệ. Coi cho này cầm được nó bảo vệ. Hoặc lại đồ không thiếu đâu các bạn. Undying cũng ngon đấy, thật ra Undying độc chiêu đánh cũng thấm đấy. Cái này thừa lâng rồi nhá, không hỏi tôi phá nghịch nick đâu. Nhưng Undying này thì mạnh riêng mình con này, còn Codex thì mạnh cả hai, thôi được cho Codex đi. Codex thì cả hai con này đều là nữ, đều được hưởng lợi. Siêu mạnh luôn. Còn Aenis thì đang thừa cái gì nhỉ? Sói đúng không? Rồi. Ok. Mình vẫn sẽ đánh các bạn đi thôi, nhưng các bạn lại thấy là kết quả trận chiến nó sẽ khác biệt ngay. Hàng này bây giờ các bạn mà chầy cối phải đánh nhập vào hạng 2x. Đấy, tức là hạng tối đa ấy. Sẽ là hạng 2x. Còn đâu tỷ lệ vào 2x cực cao 4x chắc chắc chắn này. À, có chuyện.
ok, chưa kể phe ta còn phe hơn uy nữa. Cái lỗi đấu trường gần như hết rồi các bạn, giờ lỗi mỗi lỗi PK này. Đấy, các bạn nhìn thấy Kyo đánh cho con Athena các bạn chấm máu ngay, xíu có chết bây giờ ấy mà. Rồi Asuka không cần lục môn, trẻ vẫn đau bình thường. Mình chơi Asuka còn chưa ngũ môn cơ mà. Tôi top 4 này, top 5 này, không phải đùa đâu các ông. Từng tưởng tôi chơi Kensu ấy, tôi chơi không chơi Ainz đúng không? Chơi Kensu ấy. Mà tôi bão tố các thứ toàn thiền là thứ cũng là nhiều khô héo nhất, cái đầu hồn lực cũng vớ vẩn. Em mà tôi hạng 4 hạng 5 server ấy. Không, đừng coi thường mấy con võ sĩ ít người dùng. Asuka của tôi cũng chưa S max. À, sẽ có người giải hiệu ứng cho hai con võ sĩ hợp tác. Hôm qua vào xem ở bên server Đài Loan các bạn, võ sĩ hợp tác có dùng được lâu không? Rồi, một giải. Kyo giải thêm một phát nữa là được. Áo khống chế nhiều thế. Mày láo này. Đối bạn nó combo Athena và Kyo rất khó để giết được. Ao rồi cái su à đâu cái gì nhỉ, con Asuka mình mà S max thì chắc chắn là sẽ giết nhanh hơn. Nhìn nhằng lâu phết đấy, để xem châu thật. Hiện nay đang là ngày cuối của gói Limited Gift Pack liên quan đến Athena, nhưng mình sợ ao không biết thế. Nhưng mà thôi, hết 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 lực chơi rồi. Đợt tới mình còn đang canh me chơi Vanessa các bạn. Nó là một con đả. Thường thường người ta có Asuka S max rồi người ta sẽ ít khi dùng nó hơn. Mình mới có Asuka ở trạng thái thức tỉnh vũ khí này, mình rất là muốn một con đả khác. Eo lần này đội bạn cảm giác nó cứ yếu yếu nào ấy nhỉ. Bên mình các bạn nhìn thấy đam to lên trông thấy luôn đấy. Rồi, thằng Ainz cảm giác nhanh chết thế nhở, còn có một lần biến hình thôi. Đây là Kensu. Đánh lắm ghê. Ok, thằng Godit vẫn bị chảy máu và chết. À, xong kiểu Bích hai thằng nhập lại một à, lỗi hình ảnh các bạn. Rồi. Đây là Hikage, đấm thằng hàng sau luôn. Thằng Robert sao nó lại bỏ qua luôn à? Lại lỗi hình ảnh à? À đây. Con Hikage cũng chọn mục tiêu à mình. Ban đầu mình thấy đấy. Ôi, bên đội bạn nó chết, thằng Ainz thì hào lại chết trước ấy. Ôi ta ta thằng Kensu nhanh chết thế. Ông mày giáo dồn đồ có Kensu à? Ô, thằng Kensu nhanh tèo thế. Mà đội bạn nó khống chế ghê vai. Gần như lượt nào mình cũng thấy hai con hợp tác, hai con sát thương chủ chuẩn chủ lực ấy đều bị khống chế hết các bạn. Biết là con Sermi lôi là nó khống chế nhiều ấy, nhưng mà ô, khi nào nó khống chế kinh dị. Khống chế liên tục mà sao nó cũng nhây lâu chết nhở. Thằng Robert trông vớ va vớ vẩn thế mà cũng cũng được việc phết đấy. À, Kyo chết con Sơ Mi Lôi đây, con Sơ Mi Lôi gần chết rồi đấy. Hikage còn tuyệt kỹ gọi là cái gì nhỉ, một pha tuyệt kỹ nữa cơ. Mày này áo mày áo chết, thằng Robert cũng nhây ghê. Godit nó trốn rồi. Cày ghê, wow ấy, tưởng dễ nhằn, nghe chừng khó nhằn phết ấy. Không ạc này mở hạng 2x chắc chân được thì giá siêu siêu hời luôn.
nó thật ra mình bán hố luôn ấy. Nhưng mà tầm 3x 4x thì triệu tư là hợp lý. Mình nghĩ khéo kiểu này phải để Hikage lên trên. Không có lý nào, thằng cái su chết nhanh thật. Chả bù cái su đối bạn, cái su mình chết nhanh như một cơn gió. Mà quan trọng, ớ hiểu sao con Sumi lôi con bên đội bạn nó chết lâu thế. Con Hikage thì bị thằng cái su bên đội bạn nó khắc chế, bị đánh biến hình thế là ẩn thân ấy. Mất sự lượt không làm gì trốn nào. Mày con mây trời cứ vẩy 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 áo có sát thương cái gì đâu. Đội bạn áo có tấn công mày không, toàn thủ thôi. Mấy cả nó đang lỗi hình ảnh họ không chế luôn. Sơ đôi thì nhá nhằng ông mày cay thật đấy. Để xem con cây su của bạn lông anh yêu 1,6. Con cây su méo nâng mấy, ông ấy toàn nâng vào mấy con cũ rồi các bạn. Ví dụ như con này, tổng chỉ số lực chiến là gần 1,9 triệu. Con này là cái mới dặn 200k. Nâng ông nâng ông đồ nói sao ấy. Đâu ấy mình chưa tính check các tính năng à? Ở đây run điếc ngon lành đây. Có phải là không có đồ nhỉ, run riếc ngon lành cành đào ấy. À đây tinh tú ông áo lưng à, cái tinh tú đây ông lưng hết cho con này. Thảo nào Asuka và Hikage nữa. Thảo nào ông ấy dồn hết đồ này các bạn ạ. Ao ấy thôi được, bạn ấy đã dồn đây. Con đây bên mình có Saiki và Sumi lôi có hết đấy nhé, tung tủng thứ yếu gì đâu. À, đổi vị trí một tí, mình hãy cho Asuka lên trên nhá. Thèm áo chết ở đâu không phải sợ nó né hết đi mà. Ao ấy, vô lý không thắng được. Quyết chơi nhây ấy. Rồi, Aenis sáng sau thì sẽ có lực sát thương mạnh hơn bình thường. Ông ấy chơi run lúi cho Aenis. Ao, quên không chỉnh lại. Anit phải cho luôn tấn công. Cần tách thì thủ. Con đôi bạn nó có cái gì nó choáng được bên mình à? Phản ám à? Phản ám. Đánh có chịu phết. Còn thằng thật ra bên mình để ý đôi bạn là gần như chấp hai con rồi đấy. Đó là chấp Saiki và chấp Major. Major đánh như cái búa búa gọi lấy hiệu ứng thôi chứ đâu chả có tác dụng deck gì. Nhưng công nhận là hồn lực của đôi bạn bá đạo. Võ sĩ không ra gì, được mỗi cặp đôi phòng thủ tốt Athena với cái su à. Bên mình tấn công phòng thủ tốt ổn ấy nhỉ. Ao thế vẫn thua được, cáu thật. Đội bạn không có Asuka su củng ấy nhá, bảo đủ tại Asuka con Sumi lôi đều đều thế. Còn lực chiến thì thật ra là cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Bên đội bạn là 9,8, bên mình là 10,2, chênh nhau khoảng 5%. Đấy, Asuka có những pha chém mình thấy cũng chất lượng nhé. Những phong ấn của đội bạn kinh thế nhỉ. Dày đặc băng luôn kìa. Hàng sau bên mình coi như đứng im một gì nữa. Nào, né vào đấy. Eo, nhắm hết vào Asuka, ốc chết đâu mà. Nó né. Ok. Chuyển hóa công thủ hơi muộn.
Anit bên mình để hàng sau này nó sẽ lâu chết hơn. Nhi nhằng không chế ao ấy là khổ thân con này Hikage từ đâu rồi? Chưa chưa cử động một tí luôn, cái Asuka nó sẽ là xào hết ao ấy là chén sạch luôn. Này thì hai đứa nhập một này, ao vào hai con nhập vào một, lưỡng long nhất thể à, chết con Athena luôn rồi các bạn ạ. Ảo diệu vãi, chứng tỏ mấy tuần trước đội bạn ăn hên thật. Chứ cái bình thường con Athena cái su ấy, nhưng bên mình thì thấy ấy, giết dễ không có đách gì đâu. Không hiểu kiểu gì. Rồi nhiều khi nó cứ lằng nhằng nhằng có tỷ lệ các bạn. Thật với các bạn là test cái vẻ test từ 3 trận trở lên nó mới có cái độ chính xác được. Ai đợt này ông chết hết hay ông ấy đang tháo đồ ấy? Không hiểu kiểu gì luôn rồi. Ảo ma phải như ma ám ấy. Còn Asuka chém nhẹ bình thường các bạn nhá, sát thương nó nảy lên nhé là quá bình thường. Đây sao lần này con Semilo chết nhanh thế? Mới lượt 4 nó không thấy đâu rồi. Phát trước để đánh nó không cảm giác không vào máu luôn đi các bạn ạ. Hay là phát trước nó toàn ám vào Asuka. Còn lần này nó toàn ám vào Hikage các bạn ạ. Khả năng là thế. Thôi nhá, ở đâu thì mình nghĩ là chắc chắn là thắng rồi. Quay cái clip bán ạc ao ấy đến 20 phút rồi. Bình thường tôi quay chỉ có 5-7 phút rồi đấy. Ui, xui thật. Đấy, toàn bộ thông tin là mình đã check xong. Một đà quá hấp dẫn, quá ngon. Cả ở thời điểm hiện tại, trong tương lai ngắn hạn và cả dài hạn. Với mức giá siêu siêu ngon 1,4 triệu. Bạn nào mua nick thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé.